đối với mỗi học sinh, tiết kiểm tra nào cũng là một cơn ác mộng. Thế nhưng, dù có sợ hãi thì khi đi học vẫn không tránh khỏi việc bị kiểm tra đột xuất. Hiểu được tâm lý này của học sinh nên thầy Lương Văn Huy đã nghĩ ngay ra một cách bá đạo, khiến cư dân mạng vỗ tay ầm ầm. Một bài kiểm tra có lời nhắn nhủ bá đạo của thầy Huy. Chỗ này là cuối trang, thừa giấy nên thầy viết vào, các em không cần đọc. Tuy nhiên chắc chắn các em sẽ tò mò mà đọc đến đoạn này. Thậm chí đoạn này, có khi cả đoạn này nữa. Ai đầu ngốc. Chú ý, hiện thầy vẫn chưa có chú ý gì để cho các em chú ý. Do vậy thầy ghi chú ý này mục đích để các em không cần chú ý vào cái chú ý của thầy. Cảm ơn các em đã chú ý cái chú ý này. Việc chú ý của các em sẽ được thầy đặc biệt chú ý. Thầy Huy đẹp trai siêu cấp. Đọc xong những dòng này là học sinh cũng hết sợ những bài kiểm tra luôn. Hay một đoạn khác, thí sinh được sử dụng bản tuần hoàn hóa học, được phép gọi giám thị. Trả lời hay không là tùy giám thị. Được biết, thầy Lương Văn Huy sinh năm 1985. Trong mỗi tiết kiểm tra, thầy thường tận dụng khoảng giấy thừa cuối trang để thêm vào đó những câu nói rất hài hước. Làm học sinh dù đang rón rén đến mấy cũng phải bật cười trước độ lầy lội của thầy. Thầy giáo vui tính Lương Văn Huy. Từ ngày đi dạy mình đã áp dụng cách này, vì theo mình muốn làm cái gì đó phải có niềm yêu thích và hứng thú. Vậy nên mình nghĩ ra cách hài hước, nhẹ nhàng như này cho học sinh đỡ áp lực. Thường mình hay cho thêm những câu này vào cuối đề để tạo tâm lý thoải mái cho học sinh. Điều này khiến các em rất thích thú và bất ngờ, thầy Huy chia sẻ. Hiện tại, thầy Huy đang dạy cho 600 học sinh ở Thanh Trì, Hà Nội và chuyên luyện thi đại học môn toán. Thầy còn miễn phí toàn bộ học phí cho các em nhà nghèo, mồ côi, tàn tật và hoàn cảnh khó khăn. Trong hơn 10 năm đi làm, thầy Huy được nhiều thế hệ học sinh yêu quý và nhận xét là vui tính, dễ gần, thân thiện.